rồi mà người đại gia đình thấy không, rất là đông, giống như kiến luôn đó, quá chừng đông luôn. À, người ta đi mua sắm rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Đúng đúng ở đây nhìn nghẹt người luôn á cả nhà. Tòa nhà này đã lên đèn rồi, rất là đẹp luôn cả nhà. Thank you.
là quỳ hạt dầu thơm cả nè. Quỳ hạt dầu thơm rất là thơm luôn. Rất là dầu thơm nữa nè. 110 euro 95 xu. Cái này là cho các anh. Dầu thơm này của các anh đó. Thơm lắm nên đắt tiền. Dầu thơm này là sơ đồ cho nữ 61 euro 95 xu. 51 euro 95 xu. Chai lớn thì 61, còn chai nhỏ thì 51 cả nha. Cảnh mua bán về đêm ở nước Đức là như vậy đó đại gia đình. Bay ra rất là thơm luôn cả nhà. Ai ai vô trong đó thì cũng xịt một chút á, nên bay ra tới ngoài đường luôn. Thơm ơi là thơm. Thơm lắm cả nhà. Bây giờ tuyết rồi, sắp rơi vậy nè. Mình đứng giữa trời cuối cùng mình thấy tuyết rơi một chút rồi đó cả nhà. Nên lạnh lắm. Review cho cả nhà một chút về đêm. Thành phố lớn ở nước Đức rồi sẽ phức tạp chứ cả nhà, để cho cả nhà mình xem một chút. Thôi cảnh nước Đức về đêm như thế nào, buôn bán cũng còn nhộn nhịp lắm cả nhà. Người qua lại cũng rất là đông luôn. Ở đây có xe công an vô đây nữa nè. Xe công an vô đây chắc kiểm tra gì đó. Đây đại gia đình mình để các bạn mình xem. Màn đêm buông xuống trên nước Đức nè. Còn nhộn nhịp, vẫn còn vui, vẫn còn đi mua sắm cả nhà. Cảm ơn đại gia đình thân thương, cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh Bloomer Cuộc Sống Mơ Đức của mình. Đại gia đình yêu ơi, nếu cả nhà thích kênh Bloomer, cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mình chứ nha, để mình có nhiều động lực làm nhiều video hay cho đại gia đình mình, cho các bạn mình cùng xem nha. Năm mới sắp tới rồi, Bloomer cũng xin kính chúc cho ông bà cô chú bác anh chị em được dồi dào sức khỏe, được an khang thịnh vượng, được gặt hái nhiều thành công nha cả nhà, mọi sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình thân thương của mình nha. Chào cả nhà thân yêu, chào các bạn.